Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của NKPet. Và hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ Mick Ewan. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay để cùng trải nghiệm Mick Ewan scoring. Và ngay những phút đầu tiên đã có bàn thắng ở tỷ số 1-0, người lập công đó là cái tên Mick Ewan. Người mình làm review là có cho mình bàn thắng đầu tiên trong ngày ra mắt của chính anh trên kênh của NKPet. Một phong độ thi đấu cực kỳ cao và đây là một cơ hội để cho Mick Ewan có cho mình bàn thắng thứ hai. Nhưng vừa rồi thì đã có sự can thiệp đến từ thủ thành bên phía đội bạn. Ederson là người có bóng, pha đi bóng tương đối tự tin của Ederson và sau đó là một đường chuyền không thể qua được cái chân của Philip. Người đang có bóng lại là Ederson và đường chuyền rất hay dành đến cho Diketanare và đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 dành đến cho đội bạn. Một pha dứt điểm khá lạnh lùng và đã mang về bàn thắng cân bằng ở phút thứ 20. Đây là pha giao bóng đến từ đội bóng áo trắng. Người đang có bóng đó là Diketanare. Đường chuyền rất hay. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía áo xanh. Đây là một cơ hội nào và qua người là tương đối chất lượng. Cầu thủ của chúng ta sẽ làm gì đây? Và rồi là một pha cắt bóng hay đến từ đội bóng áo trắng bên phía NKPet. Và đây là cơ hội để cho các cầu thủ bên phía chúng ta có bàn thắng gia tăng cách biệt. Khi mà tỷ số đang là 1-1, pha chuyền bóng lên là của Pasalic. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Diketanare là người có đường chuyền và pha cắt bóng của chúng ta cũng rất hay. Lukman là người có bóng, pha dứt điểm rất trái pha đến từ Lukman và tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội bạn. Và cảm ơn anh em đã đón xem màn review về khả năng dứt điểm ngày hôm nay của Mick Ewan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của NKPet. Bye bye anh em.